Thời điểm này, nhiều diện tích tại làng hoa Sa Đéc đã xuống giống và nông dân đang tích cực chăm sóc hoa kiểng nhằm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên Đán 2025. Vụ hoa Tết năm nay gặp một số bất lợi khi mưa nhiều, thời tiết thay đổi liên tục. Tuy nhiên, kinh nghiệm canh tác cộng với việc chia sẻ, học tập lẫn nhau, nông dân đã có nhiều giải pháp để chăm sóc, đảm bảo chất lượng lẫn số lượng hoa Tết. Ghi nhận sau tại tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng tại khóm Tân An, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Để phục vụ cho thị trường hoa Tết Nguyên Đán 2025, ông Phạm Văn Bảnh đã chuẩn bị khoảng 100.000 giỏ hoa các loại. Trong đó, chủ lực vẫn là một số giống cúc mâm xôi, chiếm tỷ lệ khoảng 50%. 50.000 giỏ cúc mâm xôi đã được ông xuống giống cách đây 20 ngày. Với những giống hoa còn lại, ông có kế hoạch sẽ xuống giống vào thời điểm nửa cuối tháng 10 âm lịch. Theo ông Bảnh ước tính, số lượng có thể tăng thêm để đảm bảo cung ứng cho thị trường. Các loại kia nó 50.000 giỏ mà coi chừng mình phải phát sinh thêm một số thêm cái vấn đề mà bông người ta đặt mình thêm đó. Mình phải phát sinh thêm hoặc là nhãn thọ hay là dao dừa, bông nhái gì đó. Nó các loại nhưng mà bông cái hàng mâm sâu màu này thì mình giữ một mức ổn định là 50.000 giỏ thôi. Bị cái thằng này mình không có thay đổi được, mà tới Tết thì nó có một vụ một thôi, mình không có thay đổi được. Mấy kia thì có vài tháng, tháng mấy hai tháng mình có thể là thêm một phần nào để cho cung cấp cho bà con. Đối với ông Bảnh cũng như nhiều nông dân trồng hoa khác ở làng hoa Sa Đéc, vụ mùa năm nay phải đối mặt với một số bất lợi, mưa liên tục kéo dài. Trong khi đó, việc đảm bảo sản lượng và chất lượng hoa kiểng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Năm nay nói chung do cái thời tiết này nó cũng hơi khó làm hơn năm giàu nhiều. Thí dụ mà trời mưa nhiều quá thì mình chỉ gia xịt cho nó ướt lá thôi, không có tưới. Còn mà để mình nếu mà mưa 2-3 ngày liên tục thì mình tưới gốc cho nó xả nước mưa. Cho để nước mưa nó ở trong cái vỏ phân nó bị thúi cái bộ rễ, cây nó không phát triển. Mình xả ra đồng thời mình cầm cái ống nó mình ghim bên hông cái vỏ đó mình xới phân. Cho nó xịt mạnh xuống phân nó nổi lên vậy nè. Giờ bắt đầu là nó nhiễu những cái chất độc trong đó ra là cây nó phát triển mạnh. Năm nào cũng vậy, trồng bông thì thời tiết thì nó quyết định chính, rồi chủ yếu mấy tháng này nè phải canh nó giữ, mấy tháng này mưa nhiều rồi lớp nước lên nó mình phải chăm sóc, mình phải theo dõi thường xuyên. Ví dụ như mưa quá thì phải giảm lượng nước lại hoặc tìm cách xong mà cho nó xốp phân để nó không bị úng. Để còn cái về sau thì cỡ tầm tháng 10 tháng 11 đổ lên thì lúc đó hết mưa. Được thành lập khoảng 2 năm nay, trong vụ hoa Tết này, tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng tại khóm Tân An, phường An Hòa dự kiến sẽ đưa ra thị trường khoảng 200.000 chậu hoa cúc. Hiện tại tất cả sản lượng đã được xuống giống, những nông dân trong tổ đang xông đèn điều tiết sinh trưởng, tích cực chăm sóc hoa. Trong tổ thì mấy anh em sáng ngày nào cũng phải ngồi lại uống phê chung trong tổ, mấy anh em phải khoảng tầm 20 phút, rồi sau đó tầm 6 rưỡi bắt đầu mấy anh em mới chia nhau mạnh ai mới làm, mới phân công công việc để cho một ngày đó làm gì đó. Bông kiểng coi nó có bệnh hoạn hoặc bữa nay làm gì hoặc là cần làm gì, chia sẻ nhau để cùng nhau hợp tác sản xuất cho nó có hiệu quả chứ không có giấu gì kinh nghiệm. Còn lại cái mối thì ví dụ anh em nào không tin được thì cứ báo về tổ đưa ra quyết định về giá cả, chứ không có phải như trước đây mình làm tự cung cấp rồi mạnh ai mới bán mà em mới làm. Xác định đây là vụ sản xuất chính mang lại nguồn thu nhập và lợi nhuận cao, nông dân trong tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng tại khóm Tân An, phường An Hòa đang rất tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc để hoa đạt được chất lượng và sản lượng tốt nhất. Người trồng hoa cũng kỳ vọng năm nay làng hoa Sa Đéc sẽ có một vụ mùa thắng lợi.